Bromine vừa là chất oxy hóa vừa là chất thử trong phưởng nào sau đây? Tức là nó vừa tăng vừa giảm số oxy hóa sau phưởng luôn. Vậy người ta đề nó mới ghi là một chất vừa là chất oxy hóa vừa là chất thử. Lúc này thì mình thấy là ở câu A đúng không? Ở ý A thì chúng ta có là 3Bg2 cộng cho, nên nó cân bằng sẵn rồi, mình chỉ viết lại 6NaOH sẽ tạo ra 5NaBr đúng không? Cộng cho NaBgO3 cộng cho nước. Rồi ok, thì mình tính số oxy hóa thôi. Bg trạng thái đơn chất sẽ là 0. Rồi tính Bg thôi, đề hỏi Bg là bromin mà, hỏi Bg thôi. Na là cộng 1, vậy là cộng 1 cộng ít bằng 0, ít bằng trừ 1. Rồi NaBgO3, Na là cộng 1 này, O là trừ 2, vậy là cộng 1 cộng cho ít cộng cho trừ 2 nhân 3 bằng 0, ít sẽ bằng cộng 5. Rồi ok, đó là ba chỗ có chứa Bg. Thì các bạn thấy là thằng Br từ 0 giảm xuống trừ 1 là đóng vai trò chất oxy hóa, đồng thời từ 0 này có khả năng tăng lên cộng 5, các con thấy không? Vậy là nó tăng luôn vì đóng vai trò chất thử, khử cho tăng đúng không? Vậy là 0 cộng 5 đóng vai trò chất thử. Vậy lúc này Bg2 chỗ này vừa đóng vai trò là một chất oxy hóa, các bạn thấy vừa đóng vai trò là một chất oxy hóa, nó giảm này từ 0 giảm xuống trừ 1 và đóng vai trò chất thử, từ 0 tăng lên, từ 0 tăng lên cộng 5. Vậy lúc này Bg2 trong câu A là đáp án chính xác. Rồi BCD các bạn tự xét nha. BCD chúng ta tôi không rảnh để xét đâu, các bạn tự xét đi. Ba này thì rõ ràng trong phương trình BCD á, nó chỉ tăng hoặc là nó chỉ giảm thôi, nó chỉ đóng một trong hai vai trò đó thôi, nó không thể nào đóng cả kiêm nhiệm cả hai vai trò như là câu A được. Rồi đáp án chính xác là câu A.